Hôm nay có ăn gì? Nay có ăn kiwi nè, bánh bông lan nè. Trắng trắng này là măng cụt. Tí đâu sẽ ăn rong biển với đậu hũ nha. Giờ Hấu rất là thích ăn bánh ngọt. Miệng còn đầy bánh à. Cháu ăn nốt đi đó. Đấy, bánh không? Mẹ có làm canh rong biển cho con á. Ý là đang nói là mời ba mẹ ăn á. Chân ngoài ngoài ngoài.